Chiều 22 tháng 10, đoạn phim Ngày xưa có một chuyện tình chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức ra mắt tác phẩm với sự góp mặt của Avin Lu, Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng, Rima Thanh Vi. Tại buổi họp báo, khi nói đến nhân vật lụa do Rima Thanh Vi thủ vai, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ bản thân từng có suy nghĩ nông cạn khi yêu. Thật ra thì nếu mà nói về việc là lụa và Rima Thanh Vi có gì giống nhau không thì Vi nghĩ là thứ nhất vì là mọi người sống mắt mình có tình yêu. Và ngoài ra thì Vi với cô lụa giống một điều là cả Rima Thanh Vi và lụa đã từng có suy nghĩ là tự tử vì tình. Thật ra là ngoài đời Rima Thanh Vi đã từng có một cái giai đoạn như thế. Nên là khi mà biết được là trong phim chị lụa có cái hành động như vậy thì Vi đã rất là đồng cảm. Và chỉ khác là Vi mới nghĩ thôi, Vi không có dám làm. Vi không có dám làm tại vì cuộc sống này có quá nhiều điều tốt đẹp, mình đang còn giữ chân mình lại, mình không làm được. Nhưng mà trong lụa thì chắc là lụa chỉ có anh Đường thôi, lụa chỉ có cái tình yêu đó thôi. Và với cái độ tuổi đó, cái độ tuổi mà trẻ trung nhất, những mối tình mà đẹp nhất, sâu sắc nhất đầu tiên thì nó rất là dây dứt và khó có thể nào mà quên được. Em biết là lụa ở trên phim rất là nông nổi, nhưng mà em mong được là khi mọi người xem phim, mọi người hãy hiểu cho lụa hơn một chút xíu. Tại vì giống như là mình, giống như là em khác, tại vì em ở thành phố này, nên là đôi khi mình sẽ được tiếp nhận những thứ nó mới mẻ và mình được người ta hướng dẫn, mình khoan mẹ nó bọc bên cạnh đó. Nhưng mà còn lụa thì cô ấy không phải một người đủ may mắn để nhận được điều đó, nên là em mong là mọi người khi xem phim thì hãy thông cảm yêu thương lụa nha. Bên cạnh đó, nam chính Avin Lu từng gây ấn tượng mạnh mẽ khi đảm nhận vai Trịnh Công Sơn thời trẻ trong dự án Em và Trịnh, được kỳ vọng để lại dấu ấn trong Ngày xưa có một chuyện tình. Thực sự là Vin chỉ có suy nghĩ trong lòng là làm sao để làm tốt nhất cái vai diễn này thôi. Tại vì thực sự vai diễn này, theo như anh đạo diễn và mọi người có chia sẻ là đây là một cơ hội rất lớn mà ai cũng muốn làm Vin hết. Mà em có được cái cơ hội để thể hiện vai Vin thì trong suy nghĩ của em thì em chỉ muốn làm sao mà hết sức có thể của em thể hiện được cái vai diễn này. Là cái kỳ vọng của em dành cho bộ phim này là mọi người có thể đồng cảm được cho cảm xúc của em về tình yêu đơn phương cũng như tình bạn của ba nhân vật này một cách đẹp nhất, trọn trẻ nhất và đi sâu vào trong lòng mọi người nhất. Ngoài ra, khi chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết anh không áp lực về doanh thu. Đạo diễn làm ăn một bộ phim chất lượng tốt nhất, nhưng mà nhà sản xuất như nhà phát hành có thể đem đó được cho khán giả, cho nên tôi cũng không có nhiều áp lực về doanh thu. Điều cảnh đẹp đối với tôi cũng không phải là một áp lực, bởi vì quan điểm của tôi khi làm phim đó là cảnh đẹp nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó làm thuộc về dòng chảy của bộ phim, khi mà nó là nằm trong cái luồng cảm xúc, cái dòng chảy cảm xúc của nhân vật. Đối với tôi thì từng nhân vật ở đây cách mà họ đối xử với nhau, cách họ tương tác với nhau, những cái nội tâm của họ thể hiện lên, cái điều đó quan trọng hơn là cảnh đẹp. Sau hơn một năm thực hiện, bộ phim Ngày xưa có một chuyện tình chính thức ra rạp vào ngày 1 tháng 11. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, người đứng sau tác phẩm Thưa mẹ con đi và Bằng chứng vô hình.